bạn. Hôm nay nhóm mình sẽ đưa cho các bạn một video về làm sao để làm cái tên lửa nước. Và nhóm mình gồm 3 thành viên. Đây là Thạnh, mình tên là Tuấn và đây là Nam. Và sau đây chính là cái cơ chế bung dụ của tên lửa nhóm mình. Cơ chế hành động bung dụ của nhóm mình bằng cách là nhóm mình sẽ buộc hai đầu quai cầm của bao ni lông với một sợi dây bằng hai đầu của nó. Sau đó một tay cầm ở hai quai cầm của bao ni lông và một tay cầm ở giữa đáy của bao ni lông và kéo mạnh về hai đầu sao cho bao ni lông bị kéo căng, rồi gấp lại hàng zig zag, sau đó đặt lên đầu của tên lửa và đặt nắp của tên lửa, rồi tháo cái nắp chai của trên tên lửa ra, bởi vì khi rớt xuống thì gió sẽ luồn vào bên trong và kéo cái nắp ra ngoài, giúp tên lửa có thể bung dù một cách dễ dàng hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần trình bày của nhóm mình tới đây xin hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Tạm biệt các bạn.